Yo, hello nha, chào người nha, chúng quay trở lại với channel mình đây, thứ tự ba đạo người nha. Xin chào anh em game Poke để chế mình thứ tự ba đạo bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa vào video thì chúc anh em xem video bạn like, share, theo đăng kênh cũng phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cập nhật thời tiết ngày mới anh em vui chơi sự kiện bên F1030 và cùng nhau đến với buổi tối cái quốc xe mới anh em nha. Với nó sẽ là một phần sau các bạn. Ok, nhận quà nào. Đánh 10 ra cao à. Quên nó. Ra cao đúng rồi. Quà VIP khủng. Ok, mua nào. Mình đang bán quay kim cương. Quần đảo. 2 3 Ok. Rồi. Và mấy cô anh em không đã quên, hôm nay thời tiết hôm nay có gì đây? Hôm nay trời đẹp. Có mưa anh em nhá. 8 giờ 29 đến 10 giờ 29 các bạn. Đây nhiều mới có mưa dông không để bắt luôn anh em. Hóng mưa dông thôi, giờ hóng mưa dông thôi các bạn. Mà xem nào. Mê cung ẩn. Đấy, em có hệ nữa thì có cháu nào ngon không anh em? Hình như đây thì hệ nữa hình như không có cháu nào anh em. Có đi bắt y về thò thì bắt thôi anh em chứ không 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 có cháu nào. Ok lắm. Rồi qua bên phe đoàn anh em. Qua phe đoàn anh em. Hôm qua tôi quên không cập nhật được các bạn ở phần quà nhé. Quà đã bắn vòng tay Z đấy các bạn. Đền thờ phụng. Ô đưa của nó anh em. Đưa của nó luôn các bạn. Đưa của nó luôn anh em. Đăng nào. Ok. Bot phe đoàn. Gì đây, nhiệm vụ gì? Nhận quà. Ok, vô sảnh nào. Một cái, hai cái. Rồi, ok. Bot chưa xong anh em ra ngoài nào. Đây các bạn phần quà đây, em có quên cập nhật cho anh em này. Đấy, quà hiện tại đang có bán vòng tay Z, đồ tải anh em rồi các kiểu. Chạy thế nhờ. Quên mất mới đau các bạn. Và kỳ lăng 31 điểm mới đau. Võ đài lần vô nào đến cờ rít các bạn. Túi nào 90 bao. Vâng, 93 hộp nói skin anh em. Không có đến được một cái nói nào gọi là ra hồn cả. Nào nâng cấp anh em hơn 500 điểm rồi. Ồ, triệu điểm mới đau các bạn. Ok thôi anh em, cập nhật qua thời tiết thông tin đến đây anh em nhé. Giờ chúng ta cho đến với buổi tối của bên S1040 anh em. Ok. Anh em tiếp tục video các bạn hành trình đêm khuya cày cuốc các bạn nha. 21 giờ ngày đầu tiên của bên S1140 anh em. Đây tình hình nhà tôi các bạn. Lúc này 99k lực chiến các bạn. Cũng không cao lắm anh em, thật sự luôn. Không cao cho lắm các bạn. Nhưng đây cũng là sự cố gắng gần như là hết sức. Thế thì hiện tại anh em level 35 nha. Tôi có bung một lần bên này. Bung được một lần thuộc cưới anh em và khá đã hai lần các bạn. Hai lần anh em. Ngày đầu tiêu hết 5k kim cương luôn. Đó, ngày đầu cán bốc 5k. Định không tiêu nhưng mấy anh em bảo là cứ tiêu đi anh ơi. Cổ tiêu thôi.
Định thì không chơi đâu nhưng mà anh em cứ rủ thì tội gì không chơi các bạn. Ok, quét thêm phát phát nơi cho nó đẹp các bạn. Rồi ok, cộng 10 này. Đó, 50k chiến đầu tiên. Đó. Chắc cho cháu này lên anh em. Úc từ từ, phí phí các bạn, phí phạm, phí phạm, phí phạm. Đây, cộng 7. Rồi ok các bạn, 106k lực chiến. Tạm thời trước mắt là như vậy đó anh em. Gộp 10 đầu tiên. Ô, phát quà ra. Ui, cũng được nó anh em, nổi loạn này. Nãy vừa kịp nổi loạn luôn, cây vừa kịp nổi loạn luôn các bạn. Phát quà các kiểu nào. Ok kìa. Ok, sorry anh em nhé, có nhiều thứ trùng hợp đến cùng lúc quá. Pull quà tiêu phí luôn anh em. Đấy, cũng hút luôn. Định không nhưng mà nhiều anh em cứ bảo ngày đầu chơi cho tới. Ước thì chơi cho tới anh em. Tính tôi thì cũng vậy rồi. Hai cái tia chớp anh em. Thôi thì cũng được các bạn. Nói chung thì cũng được nhưng mà ngày đầu này thì hơi đen một tí các bạn nhá. Hiện tại thì tôi mới được có 3 trái thông được các bạn. Có thể nhờ anh em không biết, chúng ta đi nhau cùng nhau đi săn chiếu nhỉ, xem có ra được thêm trái nào không. Đâu hên hên lại ra anh em. Đâu, biết đâu hên hên lại ra các bạn, làm tí nào. Còn thiếu 2 trái thông nữa anh em, hiện tại đang còn lúc này đang thiếu 2 trái thông nữa. Mà săn tường qua rồi đen quá trời luôn. Rồi. Còn một trái nữa thôi anh em. Liệu có ra được hay không đây. Đây là cách mà tôi hay đi săn trái thông nha các bạn nhé, dành cho bạn nào không biết. Đây là một trong những cách đi săn trái thông có thể gọi là hữu hiệu nhất thời điểm hiện tại đây anh em. Hiện tại chúng ta thiếu một trái nữa đúng không? Khó lắm. Hên xui thôi, cái săn cái này thì cũng hên xui thôi. Thường thì có ạc phải hai mấy lượt nó mới ra anh em. Nhưng có ạc thì ạc này hôm qua tôi đợi x phát 1, x 1 ra luôn anh em. Hôm qua x 1 ra thêm một quả, lấy thêm một quả nữa rồi. Nhưng mà cũng tốn khá mấy vàng từ hôm qua đến giờ. Giờ còn một quả nữa, liệu có ra được hay không đây. Liệu có ra được hay không đây. Uầy, hôm nay mà ra được coi như đỉnh cao luôn đấy. Ngày đầu có một cháu lên thăm được 10. Nhưng mà chắc không lắm, khó. Nhìn này thấy rồi anh em. Thêm tí vàng vào. Ok, tình hình hiện tại team lên được 106k lực chiến. Tiêu phí thì khỏi nói anh em. Never top 32, PR top 33. Không biết nó là nhanh hay chậm anh em. Nhưng mà hiện tại thì tính năng sự kiện còn rất là nhiều. PK thì là đấu PK rồi, còn một lượt nữa thôi anh em. Lượt này thì nên xem nào. 97. Đây là lên 97 này. 62k. Lên 97 đi anh em. Ok các bạn, nên đừng level 35 nó cũng xịn sò tí. Tại được hai con pro nên tím luôn. Cũng êm, nói chung cũng được. Định thay đổi cháu này luôn, tôi định thay cháu này nghi đi lại thuộc kệ nhỉ, mất công lần nên cứ để đây chơi các bạn. Đổi thì cũng vậy, không đổi cũng thế, chả làm được gì, cũng vậy cả thôi. Tí nha, đổi qua Pokemon nữa thì nó có vẻ nghe nó vẫn hợp lý hơn nhưng mà tôi nói đâu, tôi vẫn nói câu nói thế thôi anh em. Tính đi tính lại, nghi đi nghi lại thôi kệ anh em. Tới đầu tới. Vô. Căng thế nhờ. Ồ, căng đấy. Căng rồi nha. Ồ, mình tưởng ăn được luôn anh em. Tôi tưởng ăn được nữa thì có một toang các bạn. Con sâu này. Con sâu này. Và bạn này cũng hên nhỉ, bắt được con sâu này nghe cũng vui đấy chứ. Giờ như mình em thích chơi mấy tem dị dị này là cũng được đấy. Là câu chuyện đêm khuya buổi tối đây anh em. Tình hình tem hạc đội hiện tại anh em. Ui. Đợi tích kim cương thôi để ngày mai quậy các bạn. Đấy. 106k. Còn bull skin nữa anh em. Từ giờ đến lúc ngày mai còn gộp này tôi vẫn đi bắt một đống bét về. Còn chưa nâng anh em. Đấy, còn kim cộng nữa các bạn. Xem nào, thân mặt lên chưa? Tập pull nữa các bạn. À, cháu này pull trước rồi. Nhìn là thấy chuẩn bị pull trước rồi anh em. Nhưng mà vấn đề hiện tại là chưa đủ ấy anh em. Đây. Chưa đủ các bạn mới 4 trái thôi. Còn thiếu một trái nữa. Cố đi săn thôi anh em. Giờ tôi sẽ cày cốt thêm lúc nữa. Vì có một số tính năng chưa làm anh em nhé. Còn cho tôi sẽ quay bạn coi. Ok các bạn. Lại thêm tính năng mới anh em. Đêm nay lại phải thức muộn rồi. Nói chung là tình hình đêm nay thì chắc là cố gắng lên được, chắc nâng được chỗ này nữa lên được 110 anh em. 110k lực chiến hết tầm. Nâng được chỗ này nữa anh em, 110k lực chiến tầm đấy. Tôi đoán tầm đấy thôi anh em.
Giờ vẫn phải ra ngoài check nó mới biết được. Ok xem nào. 111k anh em ạ. Đây. Đó, sau hồi cuối cùng đây anh em. Top 33 level 39. Nói chung khá căng, bây giờ chơi lại anh em cũng biết chơi nhiều quá, các bạn đùa cũng khá là gắt. Hình ảnh xem nào, có mấy được 41 con à, hơi lười chứ nâng hình ảnh, các bạn nâng hình ảnh thì chắc lên được tí nữa thôi. Nói chung thì tình hình đây ngày đầu tiên này thôi anh em. Đó thì tạm thời kết thúc video đây. Đó, có gì tôi sẽ cập nhật thêm anh em ở video tiếp theo nhá. Đầu tình hình quả thông hiện tại thì xem nào. Shop cũng không bán anh em, ôi lại còn thiếu vàng nữa. Giờ mới cay này. Đang định nên thêm mấy món đấy để mà tiến hóa đây anh em. À mình chưa thêm xanh nhỉ. Chưa thêm một xanh các bạn nhá. Quét khó lắm. Trời ơi, còn 10 về án ạ. Thôi cứ từ từ kiếm anh em. Cháu này về sau chơi cũng ngon. Cháu này về sau chơi cũng khá là ok các bạn nhá. Nhiều kin đánh cũng khá là được. Nói chung thì cũng nâng lên chơi test chơi vui chính anh em. Cố gắng thôi. Đây mời cháu này ra thêm tính năng này rồi. Thôi, tạm thời kết thúc hành trình buổi tối ngày đầu tiên anh em. Đó, level đây anh em, lực chiến đây. 111k lực chiến, ok các bạn nha. Video kết thúc thôi, anh em còn tiếp theo. Ở thì